Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ ăn cái này gọi là cơm cháy đúng không các bạn? Cơm cháy sấy khô với lạc thịt uống trà sữa nha các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn cùng ăn chung với mình nha. Xin mời. Wow, ngon quá. Mình ăn cái cục này nhỏ nhỏ chút. Uống miếng trà sữa cho các bạn. Củ năng. Rất là thơm luôn các bạn. Thơm phức luôn. Mình sẽ bẻ ra nha các bạn. Rồi, ý dạ. Giòn lắm các bạn ơi. Có một lớp chà bông ở trên. Rất là giòn. Chà bông thì mặn mặn. Cái độ mặn vừa phải nha các bạn. Mặn mặn. Miếng nó rất là to các bạn. Người ta có thắng nước mắm đường các bạn, xong rồi đổ lên cái cơm sấy khô, mới bỏ lên thêm một lớp chà bông lên. Mình thấy có một màu cam ở đây nè, đường với lại nước mắm người ta thắng cho kẹo lại các bạn.
mưa các bạn ơi. Trân châu rất là dai luôn các bạn, nhai mỏi miệng luôn á. Mình vẫn thích ăn trân châu, trân châu mà người ta nấu hơi mềm nha, dễ nhai. Này người ta sấy khô giòn tan luôn các bạn, chứ ở nhà mình làm mà cơm cháy á thì mình bỏ vô dầu chiên á nó cũng giòn nha, nhưng mà nó không có cái độ phồng của cái hộp cơm á. Ở nhà thì mình hay làm mỡ hành, xong rồi làm nước mắm ớt hoặc là nước tương ớt, cái lấy miếng cơm cháy chấm ăn cũng ngon lắm. Miếng này to lắm đó các bạn, ăn hoài mà không hết á. Để mình đưa cái bịch nào. Nãy giờ mình ăn hơn có một đũa. Ở đây ướp vừa ăn nè, nó không có bị mặn quá nha. Giòn, giòn rụm luôn các bạn.
À, hiện tại thì mình cũng đã ăn xong rồi nha các bạn nha. Nếu thấy hay các bạn có thể cho mình một like, share, subscribe. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.